Xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta cùng chơi chơi là đồ chơi nhiều quá các bạn ơi. Wow, xe dưới đây. Ôi trời. Wow, một chiếc xe đẹp quá các bạn ơi. Wow, cá sấu đây này các bạn ơi. Wow, đồ chơi nhiều quá các bạn ơi. Wow, mình phát hiện ra một chiếc xe này, xe dưới đây bạn ơi. Wow, xe đẹp quá này bạn ơi. Wow, một chiếc xe đẹp ơi là đẹp. Wow, một chiếc máy móc đẹp các bạn ơi. Wow. Jin. Wow, nhiều đồ chơi quá bạn ơi. Wow, xe đây. Wow, một chiếc xe đua bạn ơi. Wow, đây là chiếc xe cảnh sát bạn ơi. Wow, một chiếc xe cảnh sát đẹp quá bạn ơi. Ui, wow, máy trộn bê tông các bạn ơi. Wow, một chiếc máy trộn bê tông đẹp quá này. Wow, mình phát hiện một khẩu súng này bạn ơi, mình có một khẩu súng bắn này. Wow, bắn đẹp quá là đẹp ạ. Bùm. Wow, có xe gì đây bạn ơi? Đây là xe cẩu hàng bạn ơi. Wow, một chiếc xe cẩu hàng cũng rất là đẹp bạn ơi. Đây chiếc xe cẩu hàng cái này. Wow, xe đây anh em ơi. Wow anh em ơi, mình phát hiện ra một chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Ui giời, cảnh sát này. Wow, xe cẩu này bạn ơi. Wow, đây xe đua bạn ơi. Wow, tàu hỏa này, hai chiếc tàu hỏa các bạn ơi. Wow, mình phát hiện ra một đàn cá các bạn ơi. Chúng mình đi xem cá đây. Cất đi nào. Wow, nhiều cá quá bạn ơi. Ui, xin chào bạn cá nha, mình xoa tay luôn này, xong nó cắn đầu. Ui, đừng cắn mình. Mình xoa đầu cá này, ui sướng không. Wow, cá là cá. Cá đẹp quá bạn ơi. Wow, cá màu đỏ. Ôi giời, nắm cá quá các bạn ơi. Ôi giời, nắm cá quá các bạn ơi. Wow. Wow, bye, chào các bạn nha.